phụ trách chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC TV, xuống công viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin cập nhật ở phần 2 vừa mới nhận được đã cho biết rằng cuộc đụng độ giữa nhóm thổ dân biệt lập và những người đốn gỗ khiến cho hai người thiệt mạng ở bang Amazon, Peru. Hai người đốn gỗ ở Amazon của Peru đã thiệt mạng và hai người khác mất tích sau cuộc đụng độ với Masco Piro, một cộng đồng bản địa đã tự cô lập từ lâu. Một tổ chức vận động địa phương cho biết hôm thứ Ba ngày 3 tháng 9, cuộc đụng độ xảy ra vào ngày thứ Năm ngày 29 tháng 8 tại một khu vực của vùng Madre de Dios, khi những công nhân đang mở đường mòn trong rừng đã bị các thành viên của bộ tộc này tấn công bằng tên, theo Daniel Pena, người phát ngôn của Penamed, một tổ chức đại diện cho hơn 30 cộng đồng trong khu vực và trước đây đã vận động chính phủ bảo vệ khu rừng Masco Piro. Đồng thời đã cho biết thêm rằng hai công nhân đã thiệt mạng do tên bắn, một người khác bị thương và hai người mất tích. Kính thưa quý vị, Bộ Văn hóa đã báo cáo vụ việc vào đêm thứ Hai ngày 2 tháng 9 và cho biết họ đang điều tra vụ án cùng với văn phòng công tố và cảnh sát. Trong một tuyên bố này, Bộ đã cho biết rằng cuộc đụng độ có thể đã gây ra tử vong, thương tích và mất tích, thay mặt cho một công ty khai thác gỗ. Một thành viên của Hiệp hội Liên Dân tộc Phát triển Rừng Mưa Nhiệt đới Peru, gọi tắt là SDCF, đại diện cho người dân bản địa ở vùng Amazon, Peru, đã cho biết giấy phép cho các công ty khai thác gỗ nên được thu hồi vì các bộ lạc bản địa biệt lập rất dễ bị tổn thương. Đối thủ Gantz của ông Netanyahu chỉ trích lập trường về Philadelphia, thúc giục thỏa thuận con tin. Israel không cần phải giữ quân ở khu vực biên giới phía nam của dải Gaza vì lý do an ninh và không nên được sử dụng làm lý do để ngăn chặn thỏa thuận đưa những con tin về lại từ dải Gaza trở về. Một cựu chiến binh quân đội lâu năm và là đối thủ chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Benny Gantz đã cho biết vào hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 9. Ông Gantz là cựu tướng lĩnh và tổng tham mưu trưởng, người từng là thành viên nội các chiến tranh của ông Netanyahu cho đến khi ông từ chức vào hồi tháng 6, cho biết là Iran, chứ không phải cái gọi là hành lang Philadelphia, ở rìa phía nam của dải Gaza giáp với Ai Cập và là mối đe dọa hiện hữu chính của Israel. Trong một cuộc họp báo để đáp lại những bình luận vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 9 của ông Netanyahu, người vẫn kiên định với niềm tin rằng Israel cần quân đội ở Philadelphia. Ông Gantz cũng cho biết là mặc dù hành lang này rất quan trọng để ngăn chặn Hamas và các chiến binh Palestine tuồn lậu vũ khí vào dải Gaza, nhưng binh lính sẽ là mối đe dọa dễ dàng và sẽ không ngăn chặn được các vấn đề của đường hầm. Vấn đề hành lang của Philadelphia là điểm bế tắc chính trong nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở dải Gaza và trao trả các con tin Israel đã bị Hamas bắt giữ. Có khoảng 101 con tin vẫn đang bị giam giữ ở dải Gaza. Kính thưa quý vị, một bản tin từ Nam Mỹ. Tài xế xe tải Colombia chặn đường để phản đối giá dầu diesel tăng. Tài xế xe tải ở Bogota đã chặn một số tuyến đường vào ngày thứ Ba, ngày 3 tháng 9, trong một trong những nhiều cuộc biểu tình trên khắp cả nước phản đối việc công nhân coi giá dầu diesel tăng quá mức. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 2 tháng 9, một cuộc đình công của tài xế xe tải đã diễn ra ở Bogota do giá dầu diesel tăng gần đây là 1.904 peso Colombia cho một gallon, thưa quý vị. Và Bộ trưởng Tài chính Ricardo Bonilla đã chia sẻ trong một tuyên bố video vào ngày thứ Ba rằng việc tăng giá là cần thiết vì đây là khoản trợ cấp không hiệu quả cho nền kinh tế Colombia, và nói thêm rằng giá dầu diesel đã bị đóng băng kể từ tháng Giêng năm 2020. Cảnh sát quốc gia tuyên bố vào ngày thứ Ba rằng có 81 cuộc biểu tình công khai trên cả nước, trong đó có 29 cuộc biểu tình là phong tỏa vĩnh viễn. Với mức tăng này, một gallon dầu diesel sẽ đạt mức trung bình là 11.360 peso, tức là khoảng 2,73 Mỹ kim tại 13 thành phố chính của đất nước. Xe cộ chạy qua những con phố ngập nước ở Texas tin từ Hoa Kỳ. Các video vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 9 và hôm thứ Ba ngày 3 tháng 9 đã cho thấy
là tình trạng mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều địa điểm khác nhau ở Texas với lũ quét. Người ta nhìn thấy các phương tiện đi ngang qua những chiếc ô tô bị mắc kẹt trên những con phố ngập lụt, trong khi di chuyển qua những con đường ngập nước giữa lúc mưa vẫn đang tiếp diễn. Người dân ở Texas được khuyến cáo là tránh xa những con đường ngập lụt vì cơ quan thời tiết quốc gia cũng đã ban hành cảnh báo lũ lụt cho miền Tây Trung của Texas, dự đoán sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn trong khu vực. Kính mời quý vị quay sang phần tin. Tàu Mỹ USCGC Mellon vào ủ khô, chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam. Tàu tuần tra USCGC Mellon của tuần duyên Hoa Kỳ vừa được đưa vào ủ khô tại cảng Seattle trước khi được tặng cho Việt Nam. Theo các trang mạng quan sát các vấn đề quân sự của Mỹ và khu vực, con tàu này từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam và sẽ là tàu thứ ba Washington cung cấp cho Hà Nội. Tàu tuần tra USCGC Mellon, gọi tắt là WHEC 717, lớp Hamilton, đang trên đường vào ủ khô tại Seattle, tiểu bang Washington, để trải qua các khâu xử lý rồi sẽ bàn giao cho Việt Nam. Trang Instagram và trang Facebook kỹ thuật Hải quân đưa ra thông tin tàu tuần tra cũ USCGC Mellon thuộc lớp Hamilton đang trên đường đến ủ tàu ở Seattle, Washington để chuẩn bị chuyển giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Và trang Warship Cam đã viết hôm 28 tháng 8 đăng kèm với bức ảnh của công ty lai dắt tàu thuyền Western Turbo, tức là một cái trang update ở PS ở Philippines, và Lian Quan, người quan sát tình hình quân sự Việt Nam, cũng đưa tin về tàu Mellon sắp được phía Mỹ tặng cho Việt Nam, thưa quý vị. Cặp gấu trúc song sinh ở Hồng Kông tăng trọng lượng gấp đôi khi dấu hiệu có nhiều dấu hiệu xuất hiện. Hai chú gấu trúc con sinh đôi của Hồng Kông đã tăng gấp đôi cân nặng, với các vết hằn của chúng trở nên rõ ràng hơn sau 2 tuần kể từ khi sinh, theo hình ảnh và video gần đây do Ocean Park công bố. Hai chú gấu trúc con được nuôi dưỡng cẩn thận này có các đặc điểm đen trắng ngày càng phát triển trên mắt, tai, chân, thân, bàn chân và lưng. Tính đến thứ năm tuần trước là ngày 29 tháng 8, chú gấu trúc cái nặng 328 g, còn chú gấu trúc con nhẹ khác thì nhẹ hơn một chút, ở mức là 278 g, gần gấp đôi trọng lượng của chúng so với tuần trước. Đoạn video do Ocean Park công bố đã cho thấy mẹ Diên Diên đã dành thời gian chơi đùa với cô gấu trúc sinh đôi. Theo Ocean Park thì Diên Diên đã dành cả ngày để âu yếm, chải chuốt và chăm lo cho từng chú chú gấu con. Nhóm chăm sóc động vật của công viên đã hỗ trợ là bằng cách luân phiên các chú gấu con, đảm bảo cả hai đều được quan tâm như nhau, như cũng đã đề cập trong thông cáo với báo chí. Sinh ngày 15 tháng 8, cặp gấu trúc song sinh này đã đánh dấu mẹ Diên Diên là chú gấu trúc lớn tuổi nhất sinh con, một ngày trước sinh nhật lần thứ 19 của cô. Gấu trúc Diên Diên là cha của gấu trúc con Lily, ban đầu được Bắc Kinh tặng cho Hồng Kông vào năm 2007. Cặp đôi này đã giao phối thành công vào hồi tháng 3 năm 2024. Và một lần nữa, phụ trách chương trình xuống ngôn viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài BCTV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc. Xin ân ái kính chào quý vị.